và nói năng rất thận trọng. Thì con rùa thì càng rùa càng kích bên này cái tính khí đối lập. Tính khí đối lập tức là sấm sét, là trong một cuộc chiến người này có khuynh hướng phóng đại. Anh tàn nhẫn dùng từ là coi như là không tiếc hương gì hết trơn á. Hồi đó giờ chưa thấy trên đời mà một cái người đàn ông nào mà tệ như anh, nói cỡ đó đó. Ừ, nói tàn nhẫn và chủ chiến. Bây giờ anh muốn sao? Anh muốn sao? Anh nói đi, cỡ nào em cũng chơi hết trơn. Và đó là thích đối đầu. Cái này càng rút vô bên này càng nổi máu. Rồi, là thông thường họ là người hướng ngoại, họ rất muốn kết nối. Cái này càng rút vô, cái này càng bị kích thích. Và nói xong cái này, người xong nói đùa, em nói đó, ủa vậy hả, em nói cái câu đó tầm bậy, em không nói câu đó, thề với anh luôn, đã cùng phóng đại nữa hả. Rồi, thế thì hai cặp này khi mà xung động với nhau là rồi, bên sức đầu bên nãy tán nè. Rồi có cái lạ nữa nè, rùa và sấm là khí chất nhất thời và có thể đảo chiều họ không biết. Thấy rùa nó cắn chưa? Ông chồng đi nhậu về, vợ tấn công, băng, ăn rồi này rồi kia, chồng cứ thụt lùi, vô tới bức tường luôn, vợ vẫn tấn công, tức quá nó tát cái bức, mẹ tao sợ, để tao sợ đi, rùa là vậy đó, lâu lâu nổi cơn điên lên nó quất dữ lần, và lúc đó là bên này là bất ngờ. Rồi, bên sấm sét cũng vậy nữa, bỗng dưng một hôm bà vợ, bà chồng của mình đi, không nói gì hết, à, là rồi đã biết rồi đó, cái chuyện lớn rồi đó, ừ, sấm sét rồi, nó chuyển qua cái lỗ đen luôn rồi, cánh rồi đó, thế lâu lâu đảo chiều, nhưng thông thường tính khí của họ sẽ rất là ổn định như thế này, và việc càng rùa, càng kích động bên này càng sấm sét thì bên này càng rụt vào trong vỏ, cứ thế họ nuôi cơn giận của nhau một cách kinh điển, và classic, ừ, đó thì thương nhau lắm. Mới cắn nhau đâu, thì bây giờ quý vị thấy thêm được.